pháp truyền thống của Đức Vua Pasenadi. Mặc dầu đã sám hối, mặc dầu cả đại gia đình người ta đã tha thứ, nhưng tâm của Đức Vua Pasenadi cũng không được yên ổn do tội ác mà ông đã làm. Giá như có mặt Đức Phật ở kỳ viên, giá như Hoàng hậu Mallika còn ở bên ông, ôi, dẫu có bao nhiêu giá như ấy, thì sự việc cũng đã rồi. Những sát na tâm bất thiện ấy đã chảy trong dòng nghiệp, thì ăn năn hối hận cũng không ích gì. Chỉ mang đến sầu muộn làm dẫn đục tâm thức mà thôi. Mấy ngày hôm sau, cho các quan đi tra xét dòng họ bà con thân quyến của lão tướng quân Bandula, biết vị nguyên soái này còn có một đứa cháu kêu ông ta bằng cậu, đang làm quan ở một thị trấn cách kinh thành không bao xa, có tên là Diga Karayana. Tức tốc, Đức Vua cho gọi Diga Karayana đến, rồi phong cho ông ta chức đô thống đại nguyên soái, thống lãnh tất cả binh quyền. Được cất đặt vào vị trí quá cao, ngoài cả mong ước, ngoài mặt Diga Karayana tỏ vẻ vui mừng, lạy tạ Đức Vua, nhưng trong lòng ông ta thì ngược lại. Từ khi cậu mình bị ám hạ một cách tàn độc, Diga Karayana vô cùng căm hận Đức Vua. Ý nghĩ trả thù luôn lẩn vẩn trong đầu óc của ông. Bây giờ có binh quyền trong tay, Diga Karayana nghĩ là trước sau mình cũng có cơ hội để báo oán, rửa thù. Hôm kia, Đức Vua Pasenadi nghe tin Đức Phật và hội chúng tỳ khưu sau nhiều tháng hoằng hóa ở Rajagaha, Vesali đã theo lộ trình thương mại ghé Koliya và bây giờ đang ngủ đâu đó ở vương quốc Sakya. Ông tự nghĩ, chuyện xảy ra ở đây có lẽ Đức Thế Tôn cũng đã biết rồi. Giả lại, tâm hồn ta bây giờ cũng đã yên lắng lại. Diga Karayana, tân đô thống, có lẽ cũng hiểu nỗi lòng của ta, nên ông ta luôn tận tụy trong mọi nhiệm vụ, giao việc gì là hoàn thành việc ấy. Là một con người có nhân cách tốt, rất đáng tin tưởng. Đây là lúc ta nên từ bỏ kinh thành một thời gian, xa rời cung đình, là nơi có quá nhiều kỷ niệm với hoàng hậu, dẫn một đội quân lớn đi kinh lý nơi này nơi kia để lắng nghe dân tình, cũng là phải lẽ vậy. Xong, Đức Vua cho gọi thái tử Vidudaba và tân đại nguyên soái Diga Karayana rồi ra lệnh. Ông Vidudaba hãy dẫn một đội quân cấm vệ, ông Diga Karayana hãy dẫn một đội quân hùng hậu đi sau hộ giá, sớm mai ta sẽ lên đường. Thế rồi Đức Vua rời khỏi kinh thành, đi thăm chơi những miền thắng cảnh. Khi đến vườn rừng Nangaraka, thấy cảnh trí xinh đẹp lạ thường, Đức Vua cho dừng ngựa lại. Trong khi tản bộ dạo chơi đây đó, Đức Vua trông thấy những gốc cây khả ái, đẹp mắt, là nơi lặng tiếng, ít ồn, vắng người, thoáng gió, xa lánh mọi tụ hội đông đảo, thích hợp cho việc trầm tư mặc tưởng. Thế vậy, Đức Vua cảm khái trong lòng. Chà, khung cảnh thanh bình, tĩnh lặng, thiên nhiên trong lành, tươi đẹp này, đâu phải là nơi cho phàm phu tục tử thưởng ngoạn một cách vô ích và rỗng không? Đây phải là nơi thích hợp để học đạo, luận đạo hoặc để trầm tư, quán tưởng. Rồi vua chợt nhớ đến Đức Đạo Sư, bèn quay lại hỏi thuộc hạ. Đức Thế Tôn, sau bao tháng dân du phương xa, nghe đâu đã về đến Sakya, các người có ai biết ngài hiện đang an ngự ở đâu không? Tâu Đại Dương, nguyên soái Diga Karayana mau mắn đáp. Có một thị trấn tên là Medatalumpa, thuộc vương quốc Sakya. Ngài và hội chúng tỳ khưu đang dừng chân ở đấy. Thị trấn Medatalumpa ấy cách Nangaraka chúng ta đang đứng đây khoảng chừng bao xa? Tàu không xa, chỉ chừng 3 do tuần có thể đi thông thả đến đấy vào lúc chiều tối. Vậy này Diga Karayana, chúng ta hãy lên đường, ta rất nôn nóng ý kiến Đức Đạo Sư. Đến Medatalumpa, lúc mặt trời vừa gác núi, khói và sương như những dải lụa vắt ngang những vườn cây xanh biếc, đâu cũng thanh u và tịch lặng. Chỉ có tiếng lá rơi, gió thoảng, suối chảy, vườn kêu, chim hót là ngôn ngữ của đất trời. Đến chỗ xe không còn đi được, Đức Vua rảo bộ cho người hỏi thăm, thì biết Đức Phật và hội chúng tỳ khưu đang ẩn cư trong những cốc lá trong rừng đại thụ, sát bên một con suối xanh trong. Lúc bấy giờ, một số đông tỳ khưu đang đi kinh hành ngoài trời. Bước đến gần, Đức Vua lễ phép, cung tay hỏi.
Thưa chư tôn giả, Đức Thế Tôn hiện đang ở đâu? Biết người hỏi là Đức Vua Kosala, một vị tỳ khưu đáp: Tâu đại vương, đi thẳng theo lối hàng cây đại thụ này, gặp một tảng đá lớn, một ngôi nhà sàn lợp bằng lá kè hiện ra, Đức Tôn Sư đang thiền duyệt ở đấy. Đại vương nhẹ nhẹ bước lên. Tại hành lang, bên cánh cửa khép hờ, ngài cất tiếng đàn hắn, rồi lấy ngón tay gõ nhẹ ba lần. Đức Đạo Sư sẽ tiếp đại vương. Để tỏ lòng tôn kính hết mực, Đức Vua cởi đế bào, mũ miệng, hốt, ấn, kiếm, hia, giao tất cả chúng cho Diga Karayana, rồi nói: Các ngươi hãy đi ra ngoài bìa rừng, ta cần yên tĩnh một mình để đàm đạo với Đức Chánh Đẳng Giác. Theo cách chỉ dẫn tận tình và chính xác của vị tỳ khưu, Đức Vua đi bằng đôi chân trần theo hàng đại thụ và sau đó được Đức Phật mở cửa đón tiếp. Vừa bước vào, Đức Vua Pasenadi oai hùng, hiển hách của quốc độ Kosala đã vội quỳ sụp xuống, cúi đầu ôm đôi chân bụi của Đức Đạo Sư, rờ rẫm và xoa xoa vào cổ chân, gót chân của ngài, rồi thốt lên: Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử là Pasenadi, nước Kosala. Đệ tử là Pasenadi, nước Kosala. Đệ tử là Pasenadi, nước Kosala. Đức Phật khởi từ bi tâm, nắm tay Đức Vua dẫn đến một tấm nệm cỏ, mời ông ngồi ở đấy, rồi nói: Không biết vì duyên sự gì, nguyên do gì mà đấng chí tôn của Kosala lại hạ mình tột bậc và biểu lộ sự quý kính tột bậc đối với Như Lai như vậy. Thưa, từ khi hoàng hậu mất đi, đệ tử không có chỗ nương tựa. Vì không có chỗ nương tựa nên đệ tử đã có những hành động lầm lỗi không thể tha thứ được. Đệ tử hằng đêm đã suy nghĩ rất nhiều. Đức Thế Tôn là hiện thân cho những giá trị cao quý trên đời này, là hiện thân cho những phẩm giá tốt đẹp của con người. Thật hạnh phúc cho những ai được thân cận với người, được học hỏi giáo pháp của người, được ôm hôn bàn chân bụi của người. Sau khi tư duy chín chắn như vậy, đối với Đức Thế Tôn, đệ tử đã có những pháp truyền thống cho riêng mình y chỉ. Bạch Đức Đạo Sư, Đức Phật mỉm cười: Pháp truyền thống cho riêng mình y chỉ ư? Hay lắm, vậy thì đại vương hãy kể ra một vài nội dung của truyền thống ấy cho Như Lai nghe với nào. Xin dâng, bạch Đức Thế Tôn. Rồi Đức Vua nói: Đệ tử có pháp truyền thống này đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, chư tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Sở dĩ nói như vậy là vì đệ tử thấy nhiều vị Sa Môn, Bà La Môn hành trì phạm hạnh có giới hạn trong 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Những vị này sau một thời gian khéo tắm rửa, khéo phấn sáp, với râu tóc khéo chải chuốt, sống thụ hưởng một cách đầy đủ, sung mãn năm dục trưởng dưỡng. Nhưng ở đây, trong giáo pháp của ngài, đệ tử thấy các tỳ khưu sống hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh cho đến trọn đời, cho đến hơi thở cuối cùng. Đệ tử xác tín rằng ngoài giáo hội này ra, không có và không thể ở đâu tôn giáo nào có được một phạm hạnh viên mãn và thanh tịnh đến như vậy. Đấy chính là nội dung, là pháp truyền thống thứ nhất của đệ tử đối với Đức Đạo Sư. Hay lắm, Đức Phật tán thán, và đấy cũng là sự thật mà đại vương đã diễn đạt rất chính xác. Thế còn nội dung thứ hai? Bạch Thế Tôn, đệ tử thấy rằng từ ngàn xưa đến nay, vua chúa cãi lộn với vua chúa, sát đế lỵ cãi lộn với sát đế lỵ, bà la môn cãi lộn với bà la môn, gia chủ cãi lộn với gia chủ, mẹ cãi lộn với con cãi lộn với mẹ, cha cãi lộn với con cãi lộn với cha, anh em cãi lộn với anh em cãi lộn với chị em cãi lộn với anh em, bạn bè cãi lộn với bạn bè. Còn ở đây, đệ tử thấy các tỳ khưu sống với nhau thuận hòa thân hữu, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Đệ tử không thấy ngoài giáo hội của Đức Tôn Sư, giáo đoàn thanh tịnh của Đức Tôn Sư ra, lại có thể có một phạm hạnh nào khác viên mãn thanh tịnh được như vậy. Đấy là pháp truyền thống thứ hai,
luôn lưu một dấu ấn tốt đẹp vào tâm khảm của đệ tử. Đúng vậy, Đức Phật gật đầu. Đại Vương đã nhận xét rất đúng. Sáu pháp hòa kính là nền tảng của thiện bạn hữu, thiện thân tình trong đời sống của tăng già. Còn nữa, Bạch Thế Tôn, Đức Vua nói tiếp, đệ tử đi du hành kinh lý từ nơi này đến nơi kia, từ xứ sở này sang xứ sở khác. Ở đấy, đệ tử thấy một số sa môn, bà la môn gầy còm, ăn mặc lôi thôi lết hết, nước da xanh xao, bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như không có một nét hảo tướng tương đối nào để người ta có thể nhìn với đôi mắt thiện cảm. Đệ tử suy nghĩ như sau: thật sự các bậc tôn giả này sống phạm hạnh không được hoan hỷ, hay có những ác nghiệp được giấu kín, bị sân tham thiêu đốt nên mới sinh ra như vậy. Đệ tử mang hoài nghi ấy đi đến hỏi các vị ấy thì được trả lời: Tâu Đại Vương, chúng tôi dường như là bị bệnh lây truyền từ các giáo phái chủ, giáo phái sư trong và ngoài truyền thống Bà La Môn vậy. Còn ở đây, Bạch Thế Tôn, đệ tử thấy các tỳ khưu hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào sự tự nguyện hỷ cúng của nhiều người, với tâm tự do như muôn thú ở rừng sâu. Bạch Thế Tôn, đệ tử suy nghĩ như sau: thật sự các bậc tôn giả này ý thức được một sự tối thắng thù diệu nào trong giáo lý Thế Tôn, một sự thành đạt tuần tự từ cạn vào sâu, từ thớ vỏ ngoài đến xương tủy ở phía bên trong, nên các bậc tôn giả này mới có được tăng tướng như vậy. Có được các trạng thái tâm thanh lương, thù thắng, tỏ lộ ra bên ngoài dung sắc như vậy. Bạch Thế Tôn, đấy là pháp truyền thống thứ ba của đệ tử đối với Thế Tôn. Còn nữa, đệ tử là một vị vua sát đế lỵ, đã làm lễ quán đảnh, có thể hành quyết những ai đáng bị hành quyết, gia phạt những ai đáng bị gia phạt, trục xuất những ai đáng bị trục xuất. Nhưng Bạch Thế Tôn, khi đệ tử ngồi xử kiện, có người đôi khi nói ngắt lời của đệ tử, và đệ tử hễ có dịp là nói với họ rằng: này quý vị, chớ có ngắt lời nói của ta khi ta đang ngồi xử kiện, quý vị hãy chờ cho đến khi ta nói xong. Thế nhưng có người vẫn ngắt lời nói của đệ tử như thường. Còn ở đây, Bạch Thế Tôn, đệ tử thấy các tỳ khưu trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm người, không hề có một tiếng nhảy mũi hay tiếng ho nào khởi lên. Nếu có một tiếng động thô tháo nào đó xảy ra từ người bên cạnh, thì một bạn đạo đồng phạm hạnh sẽ vỗ nhẹ vào đầu gối người ấy, rồi nói vào tai y như cơn gió thoảng: tôn giả hãy giữ yên lặng, tôn giả chớ có làm ồn. Thế Tôn, bậc đạo sư của chúng ta đang thuyết pháp. Bạch Thế Tôn, đệ tử khởi lên ý nghĩ như sau: thật di diệu thay, thật hy hữu thay, thính chúng này thật khéo được huấn luyện, mà không có gậy, không có kiếm, không có bất kỳ một hình phạt hay cưỡng bức nào. Ngoài hội chúng của Đức Tôn Sư, đệ tử không thấy một hội chúng nào khác lại được khéo huấn luyện như vậy. Bạch Thế Tôn, và đấy chính là pháp truyền thống thứ tư của đệ tử đối với Đức Đạo Sư. Còn nữa, Bạch Thế Tôn, đệ tử thấy ở đây một số sát đế lỵ bác học, tế nhị, nghị luận biện tài biện bác như chia chẻ sợi tóc làm tư, làm bảy. Những vị này đi chỗ này chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe Sa Môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị trấn kia, thế là họ sắp đặt trước những câu hỏi: chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Sa Môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa Môn Gotama trả lời như thế này thì chúng ta sẽ chất vấn như thế này. Khi bị ta hỏi như vậy, nếu Sa Môn Gotama trả lời như thế kia thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Vậy là khi nghe tin Thế Tôn du hóa đến một nơi, những vị này đến chỗ Thế Tôn đang trú cư, rồi sau đó Thế Tôn với pháp thoại khai thị cho các vị này, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Được Đức Thế Tôn với pháp thoại khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, họ không hỏi Thế Tôn câu hỏi đã định trước, huống nữa là chất vấn. Trái lại, họ trở thành đệ tử của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như vậy, đấy là pháp truyền thống thứ năm của đệ tử đối với Ngài. Còn nữa, Bạch Thế Tôn,
Đệ tử thấy ở đây một số bà la môn bác học, gia chủ bác học, sa môn bác học, tế nhị nghị luận biện tài biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến. Họ không hỏi Thế Tôn câu hỏi đã định trước, huống nữa là chất vấn. Trái lại, họ xin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn cho họ được xuất gia. Được xuất gia như vậy, một số các vị ấy sống một mình, không phóng dật, nỗ lực, tinh cần, và không bao lâu sau tự chứng với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, mục đích tối thượng của phạm hạnh mà những thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Họ nói như sau: thật sự chúng ta gần hoại vong, thật sự chúng ta gần hoại diệt. Xưa kia chúng ta không phải sa môn, lại tự xem mình là sa môn, không phải bà la môn, lại tự xem là bà la môn, không phải bậc a la hán, lại tự xem là bậc a la hán. Nay chúng ta mới thật sự là sa môn, nay chúng ta mới thật sự là bà la môn, nay chúng ta mới thật sự là a la hán. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống thứ 6 của đệ tử đối với Thế Tôn. Còn nữa, Bạch Thế Tôn, Insiddhanta và Purana là hai quan dưỡng ngựa ăn cơm của đệ tử, đi xe của đệ tử, sinh sống do đệ tử cho và chính đệ tử đem danh vọng lại cho họ. Nhưng họ không hạ mình cung kính đối với đệ tử, nhưng họ đã hạ mình cung kính đối với Thế Tôn. Thuở nọ, Bạch Thế Tôn trong khi hành quân chống với đội quân đối nghịch và muốn thử thách Insiddhanta và Purana, hai quan dưỡng ngựa, đệ tử đến ở tại một căn nhà chật hẹp. Rồi Bạch Thế Tôn, hai quan dưỡng ngựa Insiddhanta và Purana sau khi cùng nhau đàm luận về chánh pháp hơn nửa đêm rồi nằm xuống ngủ, với đầu của họ thì hướng về phía mà họ được nghe là chỗ Thế Tôn ở, còn chân của họ lại hướng về chỗ đệ tử nằm. Bạch Thế Tôn, đệ tử đã suy nghĩ như sau: thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, hai quan dưỡng ngựa Insiddhanta và Purana này ăn cơm của đệ tử, đi xe của đệ tử, sự sinh sống do đệ tử cho và chính đệ tử đem danh vọng đến cho họ. Nhưng họ không hạ mình cung kính đối với đệ tử như họ đã hạ mình cung kính đối với Thế Tôn. Thật sự, những vị này ý thức được một sự tối thắng thù diệu nào đó trong giáo lý của Thế Tôn, một sự thành đạt tuần tự. Bạch Thế Tôn, đấy là pháp truyền thống thứ 7 của đệ tử đối với Thế Tôn. Còn nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuộc dòng sắc Đế Lỵ, đệ tử cũng thuộc dòng sắc Đế Lỵ. Thế Tôn là người nước Kosala, đệ tử cũng thuộc người nước Kosala. Thế Tôn được 80 tuổi, đệ tử cũng được 80 tuổi. Cho dù Thế Tôn và đệ tử có 3 điểm giống nhau như vậy, nhưng Thế Tôn lại là bậc chánh đẳng giác, còn đệ tử chỉ là một con người phàm, còn rất nhiều lầm lỗi, còn rất nhiều bụi cát trong mắt. Nên đệ tử sẵn sàng hạ mình tột bậc và biểu lộ sự quý kính tột bậc đối với Thế Tôn, cũng phù hợp pháp và luật dạy. Bạch Thế Tôn, nay đệ tử phải đi, đệ tử có nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải làm. Đưa đôi mắt bi mẫn nhìn Đức Vua, Đức Phật nói: Đại Vương hãy làm những gì mà Đại Vương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Đạo Sư, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Nhìn vị cao sang dương giả đầu trần chân đất đến một thị trấn xa xôi, hạ mình tột bực, cung kính tột bực, hết lời tán thán những pháp truyền thống. Sau đó nhẹ nhàng từ giả, không hề thỉnh cầu điều gì cho riêng mình cả. Đức Phật do biết rất nhiều việc nên Ngài nghĩ thầm: nếu vị đại vương này mang theo tri kiến chân chánh với những pháp được gọi là truyền thống này mà ra đi, thì ác nghiệp sát hại kẻ trung thần kia sẽ không chạy theo kịp mà trổ quả đâu. Hai vị tôn giả Mahamoggallana và Upali ở bên cạnh do có nhiều thắng trí nên họ cũng có đồng ý nghĩ như Đức Thế Tôn: chuyện xảy ra sẽ phải xảy ra.